Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Đắc Huy Xe Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề rất là quan trọng khi mua xe ô tô cũ Đó là những sai lầm mà mình đã rút ra được sau nhiều năm đi mua xe ô tô cũ mà có thể khiến bạn tốn kém cả về thời gian và tiền bạc Thì dưới đây là 10 sai lầm thường gặp phải, bạn nên tránh tất cả những sai lầm này nếu không muốn mất tiền rước phải của nợ nha đầu tiên là không kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và sử dụng xe thì sai lầm đầu tiên và rất phổ biến là không kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và sử dụng của xe thì việc này rất là cực kỳ quan trọng vì nó giúp bạn biết được là xe đã từng gặp vấn đề gì chưa hoặc là xe có thường xuyên được bảo dưỡng hay không thứ hai là không kiểm tra tình trạng xe kỹ lưỡng sai lầm tiếp theo là không kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của xe đừng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà hãy kiểm tra từ động cơ hộp số hệ thống phanh đến nội thất và khung gầm nếu không tự tin thì bạn có thể nhờ một thợ chuyên đánh giá xe có kinh nghiệm để cùng với bạn để đảm bảo mọi thứ đều ổn thứ ba là không kiểm tra giấy tờ và pháp lý của xe một sai lầm nghiêm trọng là không kiểm tra kỹ các giấy tờ và pháp lý của xe thì điều này có thể khiến bạn gặp phải rắc rối về pháp luật thì nếu mua phải xe không có nguồn gốc vì vậy hãy kiểm tra kỹ giấy đăng ký sổ đăng kiểm giấy tờ chuyển nhượng nếu có nghi ngờ hãy kiểm tra với cơ quan chức năng thứ tư là mua xe dựa vào giá thấp mà bỏ qua chất lượng thì đừng bao giờ để giá cả đánh lừa bạn giá thấp thường đi kèm với những vấn đề về chất lượng mà bạn sẽ phải trả giá bằng nhiều chi phí sửa chữa sau này thì thay vào đó hãy tập trung vào giá trị thật của xe trước khi đưa ra quyết định thứ năm là không lái thử xe xe làm nữa là không lái thử xe điều này rất là quan trọng để bạn có thể cảm nhận xe vận hành như thế nào có vấn đề gì về thống treo phanh hay không và đừng bỏ qua bước này nếu bạn không muốn gặp rắc rối sau khi mua thứ sáu thiếu kiến thức về thị trường xe cũ hiểu rõ về thị trường xe cũ sẽ giúp bạn tránh được những nhiều rủi ro nếu bạn không biết rõ về giá cả tình trạng xe hay là các mẫu xe phổ biến bạn sẽ dễ bị thiệt thòi vì vậy hãy nghiên cứu trên mạng hỏi thăm những người đã từng sử dụng xe cùng model thật kỹ lưỡng trước khi mua Thứ bảy, tin tưởng hoàn toàn vào người bán thì không chỉ tin vào lời quảng cáo của người bán, luôn luôn xác minh lại mọi thông tin mà họ cung cấp và đừng ngần ngại đặt câu hỏi về tình trạng của xe. Thứ tám là không xem xét chi phí bảo dưỡng sau khi mua thì mua xe cũ với giá rẻ chưa chắc đã tiết kiệm nếu bạn không tính đến chi phí bảo dưỡng sau khi mua. Những dòng xe có thể có chi phí bảo dưỡng sửa chữa rất là cao, vì vậy hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thứ chín là điều mình hay mắc phải là mua xe theo cảm xúc, đừng để cảm xúc chi phối quyết định của bạn. Một chiếc xe có thể rất đẹp nhưng nếu nó không phù hợp với nhu cầu sử dụng hay tình trạng không tốt, bạn sẽ gặp rất là nhiều phiền toái sau này, hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Và cuối cùng là không thương lượng giá. Đừng quên thương lượng giá, người bán thường đưa ra giá có thể thương lượng, vì vậy đừng ngại đàm phán để có được mức giá tốt hơn. Và đó là những sai lầm phổ biến mà nhiều người gặp phải khi mua xe cũ. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm những nội dung hấp dẫn khác nhé cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo